Rồi cuốn nhẹ xuống anh ha. Cảm ơn em. Cho thầy cộng thông với Duy. Thank you.
Diệu Nguyễn. Chào Diệu Nguyễn. Thôi tao bỏ mày vô đây nghe rõ lắm. Sao cái tóc người ta em người ta cắt tùm lum hết trơn vậy bé? Cắt gì cái máy mà chạy qua tới tới thuốc ô hôm nay vậy? Ây dò. Cắt lại từ đầu. Cái này anh sẽ nâng cái layer lại, nó hơi cao nha, nó hơi cao, anh dựa trên cái phần máy cũ của em luôn. Tại vì cái máy á, bình thường người ta chỉ lấy một tí đây thôi. À, một tí này thôi, còn cái máy cũ của em người ta lấy ra tới bên này được nè. Yeah. Tức nghĩa là nó đang hai ba cái layer nó chồng lên nhau. Yeah. À, kiểu nó chưa có vô được cái kiểu đúng cái hệ thống của nó. Anh fit lại luôn. Nhưng mà cái độ dày của em anh sẽ cố gắng anh giữ lại ha, cái độ dày đường viền sẽ cố gắng giữ lại. Chào Nguyên Nguyên. Minh Đức đang có một bài tập dài. Theo cái cảm là cái cảm này nó khác với bình thường mỗi khi cắt. Cái cảm này là cảm ho sổ mũi. Đang bệnh thì tao đang cảm mò sổ mũi, tao nói tao cảm mò sổ mũi chứ cái cảm gì mày cười cái gì à, anh bệnh anh làm trò hề cho mày hả mày cười. Em ở đâu em chạy qua lần đó? Em ở bên cầu Chánh Hưng á. Ông cầu Chánh Hưng á? À, ngày xưa khu đó là khu vực nồi cơm của anh á. Cầu Chánh Hưng là ngay chỗ công an quận 8 đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Tí xong em cũng chạy qua nhà chị Tâm chơi. Ô vậy hả? Không chừng Tâm đang xem live á. Là mục đích thăm chị Tâm hay thăm em chị Tâm? Sẵn có like đây là nói luôn à, qua ăn à. Để chị Tâm biết. Nhiều khi chị Tâm không được gì hết trơn á, mà qua thăm em chị Tâm là chính. Nhìn mặt xả xệ mắc cười quá à. Cái gì? Nói gì? Hơi nhưng mà đặt xíu. Ok, cảm ơn em. Này một bên cắt bên dài bên ngắn quá trời lại.
Là tóc này em cắt từ hồi tháng 9 tới giờ luôn. Ồ, ok. À không, tháng 9 là em u. À em mua là cái tóc gần 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 đây nhất là gần đây nhất thì chắc là sau đó là tháng chắc tầm tháng 1 á. Ồ. Tết. Là sau Tết hả? Tháng là trước Tết. Tháng 1 hả? Tháng 1 là trước Tết. Nó nhỏ thôi. À, nó nhỏ thôi. Zima là ở đâu ta? Nó có nhiều chuỗi ở bên à rồi thôi được rồi. Rồi anh nghe cái anh nghe cái chữ chuỗi là được rồi. Phải anh nói cắt cho em không? Dạ. Phải anh nói cắt không? Bên đây nó bị bên nãy cái đường viền á, thì bởi bên đây á, nó bị dài hơn nhưng mà cái độ tầng ở bên đây bị ngắn hơn. Ông này ông với ông thuận tay kiểu gì ông cắt cũng hay vậy. Em nhớ cái tóc này ha, lần tiếp theo ha, chịu khó là phải duỗi nha. Duỗi để cho nó mềm ra hết. Rồi, ok, sấy đi Cường ơi, xong rồi. Sấy đi rồi xù tỉa lại hết cho nó. Ừ.